với điện ảnh Việt đương đại trong số 30 đến 40 bộ phim ra rạp hàng năm giữa vô số các đề tài thiên về giải trí để đảm bảo tính thương mại, thì vẫn có một bộ phận nhà làm phim đi tìm sự khác biệt bằng văn hóa bản địa. Chọn con đường khác, họ ít nhiều phải chấp nhận mạo hiểm để có những đại cảnh mướt mắt, làm bật lên vẻ đẹp trù phú của thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam là sự dụng công đầy thiện chí. Đó là một phương Nam thẳng cánh cọ bay với những con người chân chất trong đất rừng phương Nam, tro tàn rực rỡ, lật mặt năm 48 giờ. Là những cảnh sắc tuyệt đẹp, hùng vĩ và nên thơ phía Bắc trong năm 78, phát đạn của kẻ điên, chạm vào hạnh phúc, cha cõng con. Là một miền Trung bình yên với làng quê gợi bao ký ức đẹp trong mắt biết, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Nếu muốn tìm hiểu văn hóa Mỹ, khán giả sẽ chọn xem phim Mỹ. Khán giả sẽ chẳng chọn xem phim Việt để tìm kiếm hình ảnh con người và văn hóa một đất nước nào khác. Vì thế, hành trình khám phá và tôn vinh văn hóa Việt có lẽ là chìa khóa để phim Việt có thể tự tin mở cửa bước ra, chinh phục các liên hoan phim, giải thưởng uy tín, hay có cơ hội định danh, xuất khẩu ra nước ngoài. Chúng ta có quyền tự hào vì những lát cắt tinh hoa ẩm thực Việt trong các phim ngắn, Giấc mơ gọi cuốn, U Linh tích ký, Bộ thần kỳ, màu sắc bản địa đậm đặc trong Tro tàn rực rỡ, hay phim tài liệu Những đứa trẻ trong sương đã tạo nên sự độc đáo, riêng biệt, thú vị để chạm đến những giải thưởng danh giá. Những đứa trẻ trong sương còn lập kỳ tích khi lọt vào vòng đề cử rút gọn top 15 phim tài liệu xuất sắc tại lễ trao giải Oscar 2023. Bên trong vỏ kén vàng là bộ phim thuần Việt cất lên tiếng nói mang tính phổ quát cao, được tôn vinh ở hạng mục Camera d'Or dành cho phim đầu tay xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes 2023. Điểm chung của những bộ phim có thể chinh chiến ghi dấu ấn trên thế giới đều đậm đặc chất Việt.